Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chắp cánh ước mơ. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp với VNPT Bình Phước và Quỹ Khuyến học Khuyến tài tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các nhà hảo tâm, nhân vật kỳ 78 hôm nay vô cùng đặc biệt. Em không có đôi tay lành lặn nên đã luôn cố gắng học thật giỏi để bản thân sau này sẽ không là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Em ước mơ được trở thành cô giáo để có thể dạy các em nhỏ khiếm khuyết như mình. Chỉ tiếc rằng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhiều lần em phải đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng. Em là Phạm Thị Mỹ, học sinh lớp 10A6, trường Trung học Phổ thông Phước Long. Bị khuyết tật bẩm sinh, hai bàn tay quay gặp ngược lại khác thường. Các ngón tay bé xíu, mềm nhũn, khiến em Phạm Thị Mỹ chẳng thể nào cầm nắm được vật gì. Bao năm ròng, Mỹ được bố mẹ đưa đi vật lý trị liệu ở nhiều nơi, nhưng khuyết tật của em cũng không thể cải thiện được. Hồi nhỏ, lúc mà anh chị con đang học bài ở dưới sàn nhà, con ấy bò tới lấy cây viết kẹp cho chững, con tập từ từ chứ không ai tập thấy con. Có câu nói rằng bạn không thể thay đổi được hướng gió, nhưng bạn có thể thay đổi được hướng của cánh bướm. Vững tin vào điều ấy, Mỹ đã vơi dần đi những giọt nước mắt buồn tủi và mặc cảm. Để rồi từ nét chữ nghịch ngoạc đầu tiên được viết bằng đôi chân nhỏ bé, cho đến cả trang vở sạch chữ đẹp, danh hiệu học sinh vượt khó học tốt, học sinh ba tốt trong suốt 10 năm qua. Đặc biệt năm 2020, em còn xuất sắc giành huy chương vàng môn điền kinh tại hội thao dành cho người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ 5. Ông trời đã cho, ông cho con đôi tay rồi. Nên là con mới phải cố gắng để sau này có tương lai, có sự việc cho bản thân. Thấy con chăm ngoan học giỏi, anh Phạm Dư Khánh và chị Nguyễn Thị Phương cũng cố gắng tạo điều kiện cho con học tập đến nơi đến chốn. Cuộc đời của anh chị vốn đã không biết một cái chữ. Ba anh chị trước của Mỹ cũng bởi hoàn cảnh nghèo khó, cách trở sông nước mà chưa học hết lớp 3. Khi lập gia đình riêng, các anh chị của Mỹ chỉ có nghề đi làm mướn cho các ghe tàu đánh cá ở từng vùng biển Bạc Liêu. Cho Mỹ đến trường, đó là cách vừa có thể bù đắp cho con gái út vơi đi một chút thiệt thòi, cũng là niềm hy vọng trong gia đình có một người biết tròn con số mặt chữ. Bé ra là bác sĩ kêu là đã khuyết tật rồi, cái bác sĩ kêu bỏ. Gia đình quyết tâm để lại. Sinh ra nó cực khổ lắm. Nuôi nó cũng khổ cực. Ẩm lên đỡ xuống đi lên đi về mấy lần. Ẩm biết bao nhiêu mà tiền bạc. Xây sở cái này cái kia. Ẩm lên đỡ xuống người nên phân người kia phân. Đi làm về vậy á. Về cái là hai mẹ con ngồi hủy, học bài, ngồi chọc chọc hai mẹ con. Bé nó cũng, nó mẹ. Mẹ đi làm mệt đó, mẹ nghỉ đi vài ngày. Nó không, mẹ không mệt. Mẹ nghỉ mấy tháng dịch. Mẹ cố gắng cho con học, kiếm tiền. Để con đường đến trường của con bớt gập ghềnh, năm 2017, vợ chồng chị Phương đã bỏ nghề chài lưới ở vùng biển Bạc Liêu lên Bình Phước thuê phòng trọ mưu sinh. Trước đó anh Khánh có nghề đi bán vé số, rồi lại chạy thêm xe ôm. Chị Phương thì bóc vỏ lụa hạt điều cho xưởng ngay gần phòng trọ để tiện việc cơm nước cho con. Cuộc sống chưa kịp ổn định thì cơn đại dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, khiến cả hai vợ chồng chị Phương đều mất việc làm. Hơn 2 tháng trước, anh Khánh còn bị viêm túi mật, phải nằm viện. Khó khăn vì thế mà càng thêm chồng chất.
Được đó nằm bệnh viện cũng hết 6-7 tháng. Mình cực khổ quá và thì đúng là bị tụi mực đó là chị. Bị sỏi mực. Năm mệt mấy tháng rồi chạy thì chỗ này mưa chỗ này chỗ kia gì đó. Rồi sau rồi gã mưa mà trả hết nợ rồi thấy địa đó nuôi bên Mỹ học mà chắc luôn nước nổi. Hai vợ chồng thấy thôi bây giờ mình thấy khó khăn vì con bỏ thôi đưa cho mình lên chỗ nào thấy dễ sống nuôi nuôi được con học được bao nhiêu năm học. Cảm thấy mình lo cho con tới tới đâu thì tỉnh tới nãy giờ khi năm già thì thôi sao giờ. Bây giờ con mà nó đã bẩm sinh nó khuyết tật như vậy thì mình phải thương con hết lòng của mình thôi, khi nào mà hết khả năng của mình thế nào xuống giảm mắt cái thôi. Để chia sẻ khó khăn với cô học trò đặc biệt, trong ngày lễ Tết hay có quỹ học bổng nào thì nhà trường cũng ưu tiên cho em. Tuy nhiên, số tiền đó chưa đủ để em trang trải chi phí học tập lâu dài. Dịch mấy tháng trời thì nhờ mấy cô mấy chú nơi đây nè, đi chỗ nào lãnh gạo đó mấy cô mấy chú lãnh về cho giùm. Rồi mấy cô có bắp cải thì cho bắp cải, có măng thì cho măng, có cá thì cho cá. Cũng được mấy bao gạo ăn tới giờ. Thương những nhọc nhằn của cha mẹ, không ỷ lại vào sự cưu mang giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, nên cứ sau giờ học, cô bé Mỹ cũng tranh thủ với đủ thứ việc, từ việc nhà đến đi bán vé số, cào hạt điều và nhặt ve chai để có thêm tiền mua sách vở. Tết đến xôn xao ngoài cổng, mà Mỹ nào dám ước mơ có một tấm áo mới hay là một bữa cơm đủ đầy hương vị. Cô học trò nghèo chỉ duy nhất một niềm mong đợi. Sau Tết này, em còn tiếp tục được đến trường nữa hay không? Ai sẽ trợ giúp cho con thực hiện ước mơ trở thành người tàn nhưng không phế? Con đã từng là ước mơ làm cô giáo, con giáo dạy cho mấy bạn nhỏ giống như con. Lúc đó con nghĩ là vừa học dễ lắm, nhưng là sau này con mới biết là nó khó. Con giúp mà. Và nghị lực của em Phạm Thị Mỹ đã lay động trái tim nhân ái của tất cả những người chứng kiến. Thông điệp kết nối học bổng cho cô học trò đặc biệt đã được ban tổ chức chương trình gửi đi trong niềm hy vọng. Xin hãy chung tay xoa dịu đôi bàn tay khuyết tật ấy để em cảm nhận hết ý nghĩa, nét đẹp của lòng nhân ái giữa đời thường. Một năm dịch bệnh hoành hành, cuộc sống bị đảo lộn và những ngày cuối năm, ai đi đâu, làm gì đều có mong muốn nhanh chóng thu xếp công việc để có được cái Tết sum vầy. Tạm gác lại những hối hả tất bật đó, những nhà tài trợ, những tấm lòng nhân ái của chương trình Chắp cánh ước mơ vẫn dành thời gian để tham gia buổi lễ kết nối học bổng Chắp cánh ước mơ kỳ 78. Buổi lễ diễn ra ngay tại khu trọ mà em Phạm Thị Mỹ đang tạm trú. Tuy không gian chật hẹp, nhưng chẳng ai trong đoàn cảm thấy phiền lòng. Thật sự mà nói thì lần nào tôi đi dự chương trình này tôi cũng rất xúc động. Thật sự mà nói tôi xúc động trước cái hoàn cảnh của các cháu, rất xúc động. Và hơn nữa là cái tấm chân tình của các nhà mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đặt cái niềm tin vào gia đình, vào các cháu. Thì tôi cũng mong rằng với cái những cái sự tài trợ này, những cái đồng tiền này đó, là gia đình cũng sẽ hỗ trợ cháu để cho cháu thực hiện được cái ước mơ của mình, là đúng ra đúng cái ý nghĩa của chắp cánh ước mơ. Ngay sau lời phát biểu của đại diện ban tổ chức chương trình, những suất học bổng được các nhà hảo tâm trao nối tiếp trao tận tay cho cô học trò nhỏ, kèm theo những tình cảm yêu thương dặn dò em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục vươn lên trong học tập, chiếm lĩnh những tri thức khoa học phục vụ cho quê hương đất nước. Và hôm nay thì cái chương trình đầu tiên để giúp cho cháu tiếp tục cái hành trình vào ngưỡng cửa đại học. Tất cả chúng ta đều muốn trao cho bé Mỹ một cái niềm hy vọng, một cái sự nỗ lực để phấn đấu vươn lên. Thì hôm nay bà cũng thay mặt cho hội cũng đến đây trước hết là tán thán cái nỗ lực của con trong quá trình học tập cũng như là tham gia hoạt động xã hội.
và rất mong con, cũng như cô Hiền nói rất là nhiều rồi, cái gì cũng phải từ cái nỗ lực của bản thân mình, còn sự trợ giúp của xã hội cũng mang tính chất rất là nhất thời và cũng không phải là đồng hành suốt cuộc đời của mình được. Và đây cũng là một bước đệm quan trọng, với cái sự giúp đỡ của chương trình hôm nay thì con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay lên đây thì Thùy Vương cũng muốn chia sẻ một đôi điều. Thực sự là xin được ngưỡng mộ em, xin được nâng niu và quý trọng cái giấc mơ rất là đẹp của em. Nick Wisi có một cái câu nói rằng là gì? Tôi không phải là tàn phế cho đến khi mà tôi vẫn tin vào chính mình. Tôi sẽ sống một cuộc đời thật đáng sống, thật ý nghĩa. Ngay tại buổi lễ, em Phạm Thị Mỹ đã đón nhận tổng cộng hơn 150 triệu đồng tiền mặt. Theo đề xuất của gia đình, toàn bộ số tiền sẽ được gửi tiết kiệm để em tiện chi dùng trong suốt quá trình học tập sau này. Ngoài những suất học bổng làm sổ tiết kiệm, Mỹ còn được các nhà hảo tâm trao thêm tiền để em có tấm áo mới và nhiều phần quà bánh kẹo, nhu yếu phẩm, đủ để gia đình em đón một cái Tết ấm áp, trọn vẹn. Con rất là vui. Cũng cảm ơn, trước hết là con xin cảm ơn đến chương trình. Con sẽ quyết tâm học giỏi và sau này thành tài để không phụ lòng tất cả mọi người đã ủng hộ con. Yêu thương trao đi, hạnh phúc sẽ đông đầy. Mỗi suất học bổng được kết nối, mỗi vòng tay nắm lấy bàn tay đã đủ cô học trò nghèo khuyết tật cảm thấy ấm lòng, là động lực để em chuyển xoay số phận. Từ ý nghĩa nhân văn như thế mà từ sau lần kết nối học bổng kỳ thứ 78 này, Chắp cánh ước mơ sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ mới như công ty bất động sản Phú An Group với số tiền 5 triệu đồng một kỳ. Gia đình chị Phương Thảo ở thành phố Đồng Xoài ủng hộ 1 triệu đồng một kỳ và câu lạc bộ Hương Từ Tâm thị xã Phước Long trao tặng 10 triệu đồng một kỳ phát sóng. Tôi rất là xúc động về cái phát, đặc biệt là về cái phát biểu của cháu Mỹ về một cái ước mơ để sau này truyền lại những cái kiến thức cho cái người khuyết tật như mình. Thực ra tôi rất xúc động. Với lại cái chương trình của mình thì rất là ý nghĩa và nhân văn. Từ đó thì tôi cũng đắn đo và cân nhắc để quyết định là bắt đầu từ cái số sau, câu lạc bộ Hương Tự Tâm sẽ đồng hành cùng chương trình Chấp Cánh Ước Mơ. Mỗi số thì chúng tôi cố định là 10 triệu đồng. Ngoài cái nếu mà các hoàn cảnh mình vận động được nhiều hơn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Còn ít hơn thì câu lạc bộ sẽ lên đồng để bù thêm được 10 triệu. Còn những cái việc vận động thì câu lạc bộ cũng vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp. Ngoài ra thì câu lạc bộ cũng làm thêm đi bán vé số, rồi bán các cái hàng online trên mạng để kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ cho các mệnh đời bất hạnh, các mệnh đời yếu thế trong xã hội. Gieo yêu thương, gặt hái yêu thương, hãy khởi đầu mùa xuân mới Nhâm Dần 2022 bằng chính niềm tin yêu, hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, các đội nhóm thiện nguyện. Đây chính là động lực để chương trình Chắp Cánh Ước Mơ ngày càng nâng cao hiệu ứng, lan tỏa yêu thương trong toàn cộng đồng. Để mỗi phút giây lên sóng sẽ thắp lên một tia hy vọng các em học sinh nghèo có cơ hội đến trường, vững tin, mạnh mẽ, tiến bước trên hành trình đi tìm tri thức, thắp sáng tương lai. Đến đây, chương trình Chắp Cánh Ước Mơ xin tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước, đơn vị đồng tài trợ, Quỹ Khuyến học Khuyến tài tỉnh Bình Phước và tất cả các nhà hảo tâm trên mỗi hành trình kết nối trao học bổng. Để nắm thêm thông tin về các em học sinh cần trợ giúp thông qua chương trình, mời quý vị và các bạn có thể truy cập theo địa chỉ bbtv.vn hoặc liên hệ trực tiếp chương trình Chắp Cánh Ước Mơ, phòng bạn đọc tư liệu công tác xã hội, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước, điện thoại 0911 212126, biên tập viên Thu Hiền.